giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay đầu bếp Phước Hưng sẽ giải đáp yêu cầu của một khán giả đã gửi về cho chương trình. Chúng ta cùng xem nhé. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, mình tên là Hoa ở Bình Thạnh. Mình nghe nói ốc heo rất tốt cho trí não của bé. Tuy nhiên mình không biết chế biến nhiều cách khác nhau ngoài việc là hấp cách thủy hoặc là nấu súp. Rất mong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hướng dẫn thêm nhiều món ngon từ ốc heo cho mình. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Đúng rồi đó Minh Châu ơi, ốc heo rất là tốt cho sức khỏe của bé, đặc biệt ốc heo có chứa calo nè và chất béo rồi đó. Đúng rồi, nhưng mà theo như khán giả của mình nói á, thì chị ấy chỉ có thể hấp hoặc là nấu súp thôi. Có cách chế biến nào khác không? Có chứ, ốc heo chúng ta có thể nấu súp nè là một rồi đó. Chúng ta ốc heo hầm nè, ốc heo tiềm nè và nhiều món khác nữa. Hay quá à. Nhưng mà mình phải làm một cái món nào đó mà các bé cũng thích nha. Đúng rồi đó Minh Châu, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào bếp chỗ tài món ốc heo chiên giòn. Để thực hiện món ốc heo chiên giòn thì chúng ta cần có những nguyên liệu như sau: 400g ốc heo, hành bo rô, rau răm, chanh, một ít rau ăn kèo, gừng băm, tỏi băm, ớt băm, các loại gia vị thông thường, đặc biệt là Ajiquick, bột chiên giòn hải sản. Bây giờ tất cả các nguyên liệu của món này chúng ta đã chuẩn bị xong. Thì bây giờ Phước Hưng sẽ tiết kiệm thời gian thì chúng ta sẽ bắt cái nồi hấp lên trước nha. Công đoạn đầu tiên á, thì cái phần ốc heo này Hưng sẽ cho hết vào tô. Châu ơi, nhưng mà khi mà chúng ta sơ chế cái phần ốc heo đó thì quý vị khán giả chúng ta hãy lấy hết cái phần gân máu của ốc heo ra thì chúng ta khi chúng ta ăn thì nó sẽ không có bị tanh. Châu đã nhớ rồi, quý vị khán giả thân mến, khi mua ốc heo về làm sạch xong quý vị nhớ lấy sạch gân máu đi nhé, để giúp ốc heo không bị tanh. Bây giờ Hưng sẽ ướp vào trong cái phần ốc heo một ít gừng băm nè và một ít hạt nêm Ajinomoto nè. Rồi bây giờ chúng ta trộn đều lên. Chúng ta chỉ lắc lắc vài cái để cho nó gừng với hạt nêm nó đều thôi, rồi chúng ta sẽ đem hấp cách thủy. Bây giờ Hưng làm xong ốc heo thì nước cũng sôi rồi nè. Rồi. Đúng không? Bây giờ thì Hưng sẽ cho cái tô ốc heo này vào đây. Để tiết kiệm thời gian hơn nữa thì chúng ta hãy cùng nhau thực hiện đó chính là pha bột. Thì bây giờ ở đây thì Phước Hưng sẽ sơ chế những cái nguyên liệu mà khi chúng ta pha kèm với cái bột này, gồm có là hành bo rô thì Hưng sẽ cắt lát mỏng. Rau răm này thì Hưng sẽ cắt nhuyễn luôn. Rồi, bây giờ thì Hưng sẽ lấy cái phần bột này ra và Hưng canh theo cái định lượng trong đây là 120g bột là pha với 110ml nước. Và Hưng sẽ cho hết cái phần nước này vào đây. Xong rồi, mình phải tan ra đúng không? Rồi. Rồi bây giờ thì cái phần bột của chúng ta nó đủ cái độ sệt để chúng ta chiên rồi đó. Thì Hưng sẽ cho hết những cái nguyên liệu này vào đây. Và một ít gừng băm ở đây. Hưng ơi, Hưng có thể nói rõ cho Châu biết được cái công dụng của bo rô và rau răm cũng như là gừng trong cái bột của mình không? Tại vì khi mà chúng ta làm bột không mà chiên với ốc heo thì chúng ta ăn rất là ngán. Khi trong cái bột của chúng ta có rau răm nè, và có gừng nè, và có lại hành bo rô nữa, thì những cái loại nguyên liệu này nó sẽ góp phần tăng thêm hương vị hấp dẫn và ngon khi chúng ta ăn đó. Châu biết rồi, khi mà chúng ta cắn một miếng bo rô hay là chúng ta ngửi được cái mùi rau răm thì đúng cái rồi. Hương vị nó sẽ dậy lên hơn rất nhiều đúng không? Đúng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cho bo rô nè, gừng cũng như là rau răm vào trong phần bột để khi mà chúng ta chiên lên á thì cái bột của chúng ta sẽ dậy mùi thơm ngon rất là hấp dẫn. Kế tiếp thì Phước Hưng sẽ làm nước mắm chanh ớt để chúng ta ăn kèm với món ăn này. Hưng sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh đường nha. Và 2 muỗng canh nước mắm. Rồi và mình cho vào là 1 muỗng canh nước cốt chanh nè. Khi mà chúng ta khuấy tan cái phần nước này rồi thì chúng ta hãy cho tiếp tỏi băm và ớt băm vào và khuấy đều ra. Thì là mình đã có nước mắm chua ngọt rồi đúng không? Đúng rồi. Châu thấy là nó săn cái mặt lại, vậy là chín đúng không? Vậy là chín rồi, thì bây giờ chúng ta tắt lửa rồi chúng ta sẽ đem ra ngoài. Ở đây thì Phước Hưng tiết kiệm thêm thời gian nữa thì Phước Hưng bắt lên một chảo dầu. Và bây giờ thì Hưng sẽ lấy từng bộ ốc heo chúng ta cho ra dĩa nè. Hưng sẽ dùng muỗng chúng ta chấm những cái miếng ốc heo này thành những miếng vừa ăn. Đó. Nếu mà làm cho các bé thì thôi mình làm nhỏ nhỏ cho các bé dễ ăn luôn ha. Không có được đâu đó Minh Châu. Tại vì khi mà chúng ta làm cái ốc heo này thì chúng ta hãy làm những miếng vừa ăn. Thì khi mà chúng ta, cái thứ nhất nó có lợi cho chúng ta là nó, khi mà chúng ta ăn đó thì chúng ta cảm nhận được cái vị của ốc heo thì nó sẽ ngon hơn. Còn nhỏ quá thì chiên, cái thứ nhất nó sẽ bị nát nè, mà nó không có cảm nhận được cái vị của ốc heo. Thì chúng ta chỉ lấy ra những miếng vừa ăn là tốt nhất. Dầu cũng đã nóng rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần ốc heo vào. Rồi bây giờ Châu dùng cái đũa chúng ta khuấy đi. Chúng ta chỉ nhẹ nhàng tắt thôi ha. Tại vì Châu biết là nếu mà mình làm mạnh quá thì ốc heo cũng sẽ dễ bị bể ra đúng không? Đúng rồi.
chắc là gần được hết rồi ha. Đúng rồi đó mình chờ. Wow. Rồi chúng ta cho từ từ vào đây nha. Bây giờ Hưng sẽ cho cái phần nước mắm mà chúng ta đã làm sẵn rồi vào đây nè. Rồi cho vào tí nước mắm nè. Rồi mình đâu. Cảm ơn Hưng nha, chu đáo quá. Mùi của ốc heo thì không lẫn đi đâu được rồi đúng không? Nhưng mà không hề có một cái mùi tanh nào luôn á. Bởi vì có bò rô nè, rồi có rau răm ở bên ngoài nữa. Quý vị khán giả thân mến, không gì thích thú hơn là khi chúng ta ăn một món ăn mà có cảm giác như chúng ta đang khám phá một điều mới lạ vậy đó. Bởi vì lớp vỏ bên ngoài á thì giòn giòn thơm thơm nè, còn cái nhân bên trong thì có vị béo. Cái mùi thơm đặc trưng của ốc heo, món ăn này không những thơm ngon mà còn rất bổ dưỡng nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và cũng đừng quên nhé, chúng tôi luôn luôn đón đợi những ý kiến đóng góp cũng như những yêu cầu của quý vị ở hai địa chỉ quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Nếu quý vị chưa kịp theo dõi hoặc là chưa kịp ghi chép lại thì cũng đừng quá lo lắng, hãy truy cập vào website mongonmoingay.com, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị toàn bộ các chương trình đã được phát sóng, hoặc tìm từ khóa Món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Phước Hưng và Minh Châu xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.